Quay lại với kênh YouTube của mình, và hôm nay mình có đi chợ điện thoại cũ, mình có lượm được con Xiaomi Mi 3 rồi. Hiện tại thì nguồn thì nó vẫn lên, mình mua chỉ để và không có mật khẩu. Và mình kiểm tra chân sạc thì lúc nhận lúc không, mình đã sạc lên được tí này, mình gọi lắc mãi lên được tí này các bạn nhé. Mình lắc kẹp mãi lên được tí này thôi. Và đây thì mình có mua các chân sạc mới, mình đi hỏi chân sạc thì không có, thì mình mua các sạc chân sạc mới và mình thử thay thế xem thế nào. Mình mua với giá cũng một ve chai cũng rẻ thôi các bạn ạ. Và mình sẽ tháo cái thiết bị này ra thì làm nhé. Và mình sẽ tháo ra để mình test thử xem chân sạc như nào, xem có được không các bạn nhé. Nói chung là các bạn chịu khó đi lượm này nhiều khi cũng được món hời lắm, nhưng cũng được đôi khi thôi, không phải lúc nào cũng được. Ừ, đây chờ anh một tí đấy. Sướng thế. Đi lúc 5 giờ em lúc về. Thang mấy lít? Dạ. Thang mấy trăm? Thang 250. Hả? Thang 250. Dạ. Đúng. Phóng mấy năm thì thua mỗi ở dưới tiền tiêu. Đầy đủ hết, nhưng mà bây giờ là giá học sinh của bọn em thì 250 thôi. Đây, mình sẽ thay, mình sẽ lắp được các mới và thiết thực. Đây là bọn trẻ con nó nghịch, nó cắm của em hỏng hết, nó cắm toàn ngược đầu. Như cái này này có hai đầu giống nhau, cắm ngược hết đầu mẹ. Cho đi nhé. Sẽ lắp loa vào.
nhiều thế. Ok các bạn nhé. Hỏng cát không bán cái rời này nhỏ. Cầm thử phát nữa xem. Vâng, như vậy mình đã phục vụ thành công cho các bạn nhé.